Xin kính chào tất cả các quý khách hàng thân mến đã quay trở lại với Ô tô đẹp Mạnh Dũng thành phố Thái Nguyên. Thì trong cái video ngày hôm nay, Ô tô đẹp Mạnh Dũng thành phố Thái Nguyên xin phép được giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe vừa mới về tại salon, cũng như là sẽ quay chi tiết báo giá cho các bác cái mẫu xe này. Thì đây là một mẫu Toyota Vios được sản xuất năm 2019 các bác nhé. Sản xuất năm 2019, số sàn bản E, phiên bản 7 túi khí các bác nhé. Số sàn bản E phiên bản 7 túi khí cực kỳ là đẹp, màu vàng cát. Đấy, các bác có thể nhìn thấy trên video, một cái mẫu xe 2019 siêu lướt và rất là đẹp, màu vàng cát. Đấy, các bác có thấy không? Em cũng xin phép đi một vòng để cho các bác cùng ngắm qua về tổng thể ngoại thất của chiếc xe trước. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Đấy, xe rất là đẹp, form mới 2019 các bác nhé. Biển Hà Nội, tư nhân chính chủ, một chủ dựa, một chủ từ đầu. Và xin cam kết và bảo hành cho các bác 100% là xe không qua dịch vụ taxi và cũng không đâm va ngập nước. Đấy, nếu sai ở đâu thì Mạnh Dũng xin chịu trách nhiệm các bác nhé. Đấy, xe rất là đẹp, form mới, thiết kế rất là trẻ trung, năng động các bác nhé. Đấy, xe thì bên dưới cái phần mặt cản, mặt ca năng phía dưới thì cũng được chủ cũ người ta ốp thêm mạ chrome, các bác cũng có thể nhìn thấy. Form rất là đẹp, la răng đúc, xi nhan ở sườn xe. Đặc biệt thì cái thiết kế của cái form 2019 này. Đấy các bác, đặc biệt thiết kế của cái form 2019 này là xi nhan là bên sườn xe các bác nhé. Còn lên 2020 thì xi nhan nó lại đổi về trên trên gương. Đấy. Màu vàng cát rất là đẹp. Xe không hề có một lỗi nhỏ gì các bác nhé. Tay nắm cửa ốp mạ chrome đầy đủ hết. Bốn la răng đúc, lốp thì còn khá là mới các bạn. Rãnh lốp còn rất là dày. Đấy, gai lốp thì còn rất là nhiều các bác nhé. Đấy, lốp rất là mới, xe chạy hơn 3 vạn. Đấy, thiết kế phía đèn hậu phía sau cũng rất là đẹp. Đấy, tách rời nhau nhé. Một bên dính ở bên cốp, khoang cốp, và bên ở bên đuôi xe các bác nhé. Đây. Biển Hà Nội. Đấy, đèn hậu phía sau thì cũng đã được ốp mạ chrome đầy đủ, và chủ cũ người ta đã làm rất là cẩn thận. Biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bác nhé. Nội thất bên trong khoang nội thất của chiếc xe thì cũng rất là mới. Đấy. Xe thì được trang bị là ghế da, ghế bọc da, và trần là trần nỉ nguyên bản theo xe các bác nhé. Khoang nội thất phía trước, khoang nội thất phía sau cũng vậy, cũng được trang bị là ghế da. Đấy, bệ tì tay để cốc nước đầy đủ các bác nhé. Đây, bệ tì tay để cốc đầy đủ, rất là tiện luôn. Đấy, xe thì cũng rất là mới đây, các bác nhìn, chủ cũ người ta cũng ốp bậc lên xuống này, đấy, ốp bên phía táp ly cánh cửa này, đấy, rất là cẩn thận chống xước các bác nhé. Đấy, ốp bậc lên xuống chống xước này. Đấy. Và ốp bên phần phía táp ly cánh cửa này. Đấy. Chủ người ta rất là cẩn thận luôn. Bên trong khoang nội thất thì được trang bị thêm là một bộ camera nha các bác nhé. Camera hành trình tích hợp luôn cam lùi ở trên cái chiếc camera này. Đấy, nếu các bác về số lùi thì nó cũng sẽ hiện camera đằng sau. Và các bác về số tiến thì nó là cam hành trình các bác nhé. Còn chủ người ta thích để cái đài nguyên bản của hãng Toyota theo xe, chứ chủ người ta không thích độ cái bộ màn hình vào. Đấy là do sở thích của từng người các bác nhé. Đấy, nhiều bác thì cũng độ thêm màn hình cam lùi vào. Thế nhưng mà đây, nhiều bác thì cũng chỉ thích, như các bác đứng tuổi thì thích cái bộ đài của Toyota hơn. Và các bác lắp thêm cái bộ camera, cái cam hành trình và cam lùi ở bên trên. Đây, xe thì cũng rất là đẹp. Vô lăng này các bạn, chưa hề có dấu hiệu của cũ đi nha các bạn nhé. Vô lăng còn rất là mới. Xe thì lăn bánh khoảng hơn 3 vạn, gần 3 vạn 8 các bạn nhé. Quả số đây, quả số còn mới tinh. Loa nghe rất là hay. We'll be right back.
Cao đài cho chạy vẫn rất là tốt các bác nhé, nghe cực kỳ là đã tai. Xe thì cũng được trang bị là gương kính chỉnh điện này. Đấy. Lên xuống kính auto này bên lái nhé các bác nhé. Và đây là phiên bản trang bị được 7 bóng khí. Đấy, các bác muốn biết 7 bóng khí ở đâu thì có thể xem lại một vài cái video trước em cũng có mua những cái chiếc Vios 2019 này về và cũng đã chỉ cho các bác rất nhiều về cái 7 bóng khí ở những chỗ nào rồi các bác nhé. Và đây là cái phần khoang máy của chiếc xe này. Đấy. Đây, toàn bộ tổng thành phần khoang máy của chiếc xe các bác nhé. Đây là phần cabo này, cabo thì vẫn được nỉ cabo nguyên bản, theo xe từ đầu. Đây, nỉ cabo nguyên bản. Không hề có dấu hiệu rách hay nứt vỡ gì ở cái nỉ này, chứng tỏ là xe đi rất là ít. Đây, keo chỉ nguyên zin. Đây. Mụn chỉ còn nguyên của nhà máy các bác nhé. Keo chỉ nguyên zin không hề có dấu hiệu của đâm va hay ngập nước gì cả. Đây, toàn bộ phần hai phần đèn pha phía trước là cũng đều hai phần đèn pha phía trước và hai phần đèn hậu phía sau cũng là đều đèn zin nguyên bản theo xe các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn thấy là không hề có dấu hiệu của vết keo làm lại hay là nứt vỡ gì cả. Tất cả đều là đèn zin hết. Đây, các bác nhìn nào. Toàn bộ phần khoang máy này. Cam kết và bảo hành cột keo này. Keo chỉ này. Sắt xi này. Rồi là tất cả những bộ phận cứng trên xe đều không hề có dấu hiệu của đâm va hay là làm lại các bác nhé. Máy thì là máy trắng. Được lên máy trắng đua VVTi. Máy này đi thì siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn các bạn. Đi siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Máy mới này. Và toàn bộ phần ốc mặt máy các bác có thể nhìn thấy ở trên video là đều còn nguyên bản. Không hề có dấu hiệu của vặn mở. Không hề có dấu hiệu của clay vặn mở gì hết. Đấy, toàn bộ phần phía dưới, kể cả những cái ốc như là ốc máy phát hay là ốc chân máy này, và ốc giá đỡ máy cũng đều là còn nguyên zin theo xe. Đây các bác, đây ốc giá đỡ máy này. Không hề có dấu hiệu của clay vặn mở các bác nhé. Máy móc thì tất nhiên là vẫn còn nguyên bản, 2019 đi 3 vạn thì xe tất nhiên là còn rất là mới các bạn. Đấy, vừa rồi thì em đã quay chi tiết cho các bác tổng thành cái chiếc Vios 2019 siêu lướt này. Và em cũng xin báo giá luôn là hiện tại bên em đang chào bán cái mẫu Vios này với mức giá là 415 triệu đồng các bác nhé. 415 triệu đồng cho chiếc Vios 2019 này. Và bên em có cả chương trình hỗ trợ trả góp cho bác ở trong tỉnh Thái Nguyên. Hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe cho chiếc Vios 2019 này. Thủ tục thì cực kỳ là nhanh gọn và cái lãi suất ưu đãi cực kỳ luôn các bác nhé. Lãi suất rất là ưu đãi cho bác nào mà làm trả góp tại bên Mạnh Dũng Auto. Đấy. Thì em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã xem hết cái video của Mạnh Dũng Auto. Em cũng xin chúc các bác có một ngày mới thật là tốt lành, một tháng mới dồi dào sức khỏe các bác nhé. Và bác nào mà muốn sở hữu cái chiếc xe này thì liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại là 0977 004888 hoặc là 0975 772555, cũng như là có thể ebook trực tiếp qua Zalo, Facebook hay là fanpage của Mạnh Dũng Ô Tô. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo của Ô Tô Đẹp Mạnh Dũng.